Con người ta khi có đủ đầy thừa mứa thì họ không biết trân quý, bởi vì họ không thiếu thứ gì. Khi họ mất tất cả thì họ mới hối hận. Nếu như Kiều Minh Tấn vẫn còn lẹt đẹt thì cái kết này còn lâu mới xảy ra. Bạn thử tưởng tượng đi, nếu Kiều Minh Tấn vẫn còn nghèo á, thì sự nhiệt tình, đôi khi nói nhiều, đôi khi láo cá lắm điều của các Phượng á, nhưng mà được Kiều Minh Tấn cho là điều thuận lợi đối với bạn. Nhưng khi Kiều Minh Tấn đã lột xác rồi, khi điều kiện tiếp xúc có nhiều sự lựa chọn, thì bạn ấy có xu hướng không chọn những chủ thể làm cho bạn ấy có cảm giác bị bó buộc, bị lo lắng thái quá, bị nghe nói nhiều quá. Bạn nghĩ bạn có tư cách để tìm ra những sự lựa chọn tốt hơn. Nói theo nghĩa đen cho ngắn gọn, thời thay đổi thì làm cho hormone của con người thay đổi, dẫn đến tính cách thay đổi. Lý do thứ tư, khi Kiều Minh Tuấn say nắng An Nguy thì mình nghĩ là cái cảm xúc của Kiều Minh Tuấn và An Nguy dành cho nhau là có thật luôn. Bởi vì An Nguy là kiểu loại cô gái mà Kiều Minh Tuấn thích, đặc biệt là đang ở giai đoạn đỉnh cao. An Nguy... Hi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình. Trước tiên là cho Eva xin gửi lời tri ân đến tất cả người xem của mình. Dù bạn là người xem cũ hay là chỉ vô tình biết đến kênh, thời gian của bạn rất quý giá và mình luôn trân trọng từng phút giây cơ hội mà các bạn đã trao cho Eva được thể hiện sức mình qua video này. Dù là thương hiệu mới, nhưng các bạn người xem cũ của Eva cũng đã quen với phong cách làm việc của Eva. Đó chính là phân tích toàn diện cả về logic lẫn tâm linh, dựa trên năng lực chuyên môn đã kinh qua trên thương trường, cũng như là sự thức tỉnh tâm linh thông qua trực giác. Những bạn nào lần đầu tiên biết đến kênh, Eva rất cảm ơn sự đầu tư thời gian của bạn. Các bạn vui lòng tiếp nhận thông tin video với tư duy cởi mở chọn lọc giúp mình nhé, để cho chúng ta có phần trải nghiệm vui vẻ và hữu ích nhất. Và tối nay, theo yêu cầu của khán giả thì mình sẽ giúp cho các bạn giải mã về cặp đã từng, đó chính là Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Cặp đôi này chia tay sau 12 năm gắn bó, và cho dù nhiều người có nghĩ rằng đây là kết quả đã được dự đoán trước, nhưng bí ẩn bên trong về cặp đôi này vẫn là câu hỏi lớn, và Eva sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn tìm ra nó. Sơ đồ phân tích của Eva sẽ đi theo hướng mà các bạn đang quan tâm như sau. Thứ nhất là giải mã Cát Phượng, thứ hai là giải mã Kiều Minh Tuấn, thứ ba là phân tích góc khuất của sự chia tay, thứ tư là dự đoán sự nghiệp và hậu vận của cả hai. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé các bạn. Phần thứ nhất thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã về Cát Phượng. Khi đọc về hai người này thì Eva chủ yếu dựa vào trực giác và kinh nghiệm, bởi Eva nhận ra là những gì sách vở nói về họ không chính xác với điều Eva thấy. Thế mới nói, nếu bạn muốn nhận diện người mà bạn phụ thuộc vào lý thuyết giáo điều rập khuôn thì bạn sẽ dễ nhìn sai người lắm. Không phải ai tuổi này nhân tướng như vậy sẽ y số phận như những người xưa để lại đâu. Eva chỉ tin lọc điều gì mà Eva cho là đúng, còn không đúng thì Eva sẽ không bổ sung vào. Khi nhìn vào Cát Phượng thì điều Eva lưu ý nhất chính là đôi mắt, cái miệng, giọng nói. Đôi mắt của Cát Phượng nhìn sắc sảo đa tình, là đôi mắt của người lận đận trong tình duyên và rất lị tình. Với đôi mắt này là những người đàn ông đi qua cuộc đời họ lúc đầu rất mãnh liệt, nhưng sự ra đi lại quạnh hiu một cách nao lòng. Nếu đã yêu ai thật lòng thì Cát Phượng sẽ rất khó quên, thậm chí là lên bờ xuống ruộng vì sự thống khổ đó. Tiếp theo là khuôn miệng hơi cong ở phần trên, mộng ở phần môi dưới, cho thấy Cát Phượng là người biết cách ăn nói, giao tiếp rộng. Và khi Cát cười thì bạn sẽ khó nhận ra đó là nụ cười của người phải trải qua nhiều lần đò, nếu như bạn không có trực giác tốt để mà nhìn ra nó. Giọng nói của Cát Phượng á, mình nghĩ là điểm yếu, càng góp phần cho sự thiếu hụt sang trọng trong dẫn số của người phụ nữ này. Đặc biệt là với ngày tháng năm sinh như thế là điều bất ngờ đối với Eva. Thật ra là Eva thấy ngày tháng năm sinh của Cát Phượng á, nhìn qua là thấy số sang, nhưng giọng nói đã thay đổi rất nhiều cái thần khí sang trọng đó. Mỗi người mỗi trời sinh, ý của Eva không hề có ý là chê giọng nói của Cát Phượng, mà Eva đang tập trung giải mã giùm các bạn. Eva thấy gì thì Eva phải nói thật lòng. Giọng nói này á, khiến cho Cát mang lại cho người ta những niềm vui, nhưng cũng là những nỗi buồn cho bản thân, bởi vì người ta có xu hướng phần lớn nghi ngờ chị khi chị giải bài điều gì. Giọng nói thiếu âm sắc, cách lên xuống nhắn nhá không thuyết phục. Trẻ con cũng không phải, người già cũng không phải, thành thật cũng không phải, mà nếu nói chị giả dối cũng bất công với chị. Thật ra khi Eva xem một số điểm nhân tướng cùng với việc nhìn tổng hòa khí chất của Cát Phượng, Eva cảm thấy Cát Phượng là người có tâm, nhưng cái tâm đó chưa tới do cái tính thay đổi liên hồi bất ổn của chị. Sự mặn mà của người đàn bà đôi khi trở nên quá liều, nên khiến cho người đàn ông cảm thấy thiếu sự quyết đoán và sáng suốt, nên dần dần họ nản.
Và cũng phải nói là cái cách các Phượng chọn đàn ông á, đi từ cảm tính rất nhiều, bởi vì chị ấy là người cảm tính. Các Phượng có sự từng trải, vui vẻ, sống chu đáo, tận tâm với người chị yêu thương. Nhưng mình nghĩ là sự trắc trở của các Phượng là do tư duy lựa chọn của chị ngay từ thời điểm ban đầu. Chị chọn theo cảm xúc, thậm chí là đôi khi hứng lên là làm, sau đó lại hối hận, rồi lại hứng lên làm, tiếp tục con đường đó. Sự tung hứng cảm xúc đó khiến cho chị không còn là chính mình mà chưa chắc chị nhận ra. Trong khi đối phương đó lại thấy điều này dần dần càng rõ. Nên khi họ đến với chị lúc đầu yêu rất là cuồng nhiệt, sau đó từ từ thiếu muối, thiếu cảm xúc, thậm chí là nghi ngờ về chị. Nhưng chung quy á, là do tình yêu của chị quá lớn, và cũng do vì chị yêu người ta mà chị quên giá trị bản thân. Chị quên rằng người phụ nữ từng trải như chị cần thủ sẵn cho mình những binh pháp hay giá trị độc đáo gì đó để khiến cho đàn ông khó lòng ruồng bỏ mình. Khí chất của các Phượng lận đận vì cả sự nghiệp lẫn tình duyên, nhưng sự sai lầm trong tình cảm khiến cho tinh thần của chị bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù chị không bao giờ mất cảm xúc cho tình yêu. Nhưng tình yêu của chị, tư duy của chị vẫn cứ như vậy, vẫn chưa thể thay đổi. Nên đôi khi, khi chúng ta trách người đàn ông, ngay cả bản thân phụ nữ của chúng ta cũng cần nhìn lại là qua những ngày tháng thăng trầm, chúng ta đã học được gì để sự lựa chọn đó trở nên chín chắn và khôn ngoan hơn. Và ta có nhận ra lợi thế và điểm yếu của ta là gì so với cơ địa của đối phương để phòng thủ sẵn ngày đen tối đó sẽ xuất hiện. Nói chung là chị Cát Phượng là người thông minh những chuyện khác, nhưng cái chuyện tình yêu thì chị lại thiếu sáng suốt, và đây là yếu điểm của chị. Thậm chí là trong tương lai, Eva cũng không chắc là chị có nhận ra điểm yếu của mình hay không để thay đổi. Khi Eva nói thẳng thắn như thế, các bạn vui lòng lưu ý là Eva không phải chỉ dựa vào câu chuyện chia tay của chị với Kiều Minh Tuấn, mà Eva đang nhìn vào chính con người chị. Và chúng ta là những người phụ nữ với nhau nên phải nói chuyện thật lòng. Chắc chắn tuổi và trải nghiệm của Eva còn nhỏ hơn chị nhiều. Nhưng khi các bạn nghe ai đó lời khuyên, nếu như các bạn dùng rào cản đơn thuần để chối bỏ sự thật và sự tĩnh tâm thì đó là sự tuyệt thòi cho chúng ta. Không quan trọng ai là người khuyên bạn, mà quan trọng là bạn nghe có hợp tai khi suy nghĩ lại, và khi bạn ứng dụng sự thay đổi đó có giúp cho bạn nhận được tín hiệu tốt hay không. Chị Cát Phượng cần người có tâm, có tầm, có đầu óc tinh tế sáng suốt cho chị lời khuyên. Eva không dám nhận mình đủ tâm, đủ tầm gì cả. Eva chỉ nói điều gì thuộc về sứ mệnh của mình, và Eva không ngại nói thật. Bởi vì chỉ có sự thật và cái liều thuốc giải quyết trúng căn bệnh mới giúp cho người bệnh dần hết tổn thương. Và sự thật chính là chị Cát Phượng chọn yêu sai người lẫn sai tuổi. Sai người là chị không nhìn ra rủi ro về tính cách, định hướng của đối phương đối với cơ địa của chị. Và bởi vì chị không có năng lực nhận diện con người tốt, tầm nhìn chưa đủ sâu, nên chị yêu bằng tất cả cảm xúc mà quên đi lý trí. Sai tuổi là sự chênh lệch quá rõ ràng. Mặc dù tình yêu không cân bằng tuổi tác ngày nay không hiếm, và cũng không ít cặp đôi có hạnh phúc viên mãn. Nhưng vấn đề của chị là chị vừa chọn sai người và sai cả tuổi, nên tạo ra hiệu ứng kép tiêu cực khiến cho chị thường bị thiệt thòi. Điều an ủi là mặc dù đời của chị Cát Phượng không suôn sẻ với đàn ông, nhưng chị ấy cũng có được những người bạn tốt và đứa con hiện tại của chị. Cậu bé có khuôn mặt rất giống cha Thái Hòa và nhìn hiền hòa và sống tình cảm. Đây là cậu bé tốt, sống nội tâm, là điều an ủi dành cho Cát Phượng. Tuy nhiên cơ địa của em nhìn không được mạnh dạn năng động, nên Cát Phượng cần phải cố gắng vực dậy tinh thần, tỉnh táo tập trung vào điều ưu tiên để cho em an lòng học tập. Vì những cậu bé có khí chất như thế rất dễ bị trầm cảm, vì vậy Cát Phượng phải hết sức cẩn thận để ý đến tâm lý của em. Tinh thần của chị khỏe là con chị khỏe, và khi chị lo được cho thế hệ kế thừa được ăn học thành công ổn định thì mới hy vọng sau này tương lai mẹ con sống tốt đẹp hơn. Phần thứ hai thì Eva sẽ giúp cho các bạn giải mã về Kiều Minh Tuấn nhé. Đặc điểm có thể nhận ra ngay về Kiều Minh Tuấn là ai, chính là cái miệng, đôi lông mày và đôi mắt. Và Eva đọc nó từ giác quan thứ 6 của mình. Những ai đó có cái miệng như thế này thường sống không có nguyên tắc. Thích làm thì làm, điên thì làm, ăn xài rộng rãi, đến khi hết tiền không có cơ hội kiếm tiền thì không biết kiếm tiền đâu ra. Cái miệng này là cái miệng của người hay tiêu quan phí, thích tỏ ra quân tử hào hiệp phóng khoáng, biết nói chuyện làm cho phụ nữ vui vẻ thích thú. Đàn ông mà có cái miệng này á, ít ai mà có một vợ lắm. Đường tình hoa bướm, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng thường hay không ổn định, lắm mối tối nằm không. Tiếp theo là đôi lông mày và đôi mắt. Nói thiệt đây là hai điểm bà Eva ngại nhất trên khuôn mặt của Kiều Minh Tuấn luôn. Cho thấy rõ ràng đây là người cực kỳ nóng tính, khi nổi quạo lên thì điên tiết một cách rất là đáng sợ. Đôi mắt lưỡi lam cùng với đôi lông mày này thường dẫn vào những người có tì vết gì đó trong cuộc đời.
có thể rất khó nuôi, rất bướng bỉnh, có thể là làm hành động gì đó ngược với nguyên lý làm người khiến phải ân hận cả đời. Đôi mắt này chứa đựng sự uất hận, toan tính và sắc lạnh. Nhưng được cái là Kiều Minh Tuấn có giọng nói hiền. Nếu giọng nói của bạn này có vấn đề thì mình nói thật. Với cơ địa này, khả năng xảy ra càng cao. Một là dấn dòng lao lý, hai là làm ăn thường bất ổn định, dù có lên đỉnh vinh quang đi nữa nhưng cũng sẽ có chu kỳ lao dốc làm tan biến mọi thứ như một giấc mơ. Ba là dù có thành công nhưng đường hậu sinh không tốt, hậu vận sau này cô quạnh. Nhưng trước mắt thì khí chất của Kiều Minh Tuấn cho thấy số đa thê là chắc. Dễ yêu rồi lại dễ chán, đôi khi cũng không biết chắc là bạn này yêu ai hay ngộ nhận đó là tình yêu, bởi vì tình yêu đích thực không dễ thay đổi như thế. Mặc dù các Kiều quen nhau 12 năm, nhưng sự gắn bó trong khoảng thời gian dài đó chủ yếu là do giai đoạn ban đầu Kiều Minh Tuấn chủ động hơn. Dần dần đến phân nửa của thời gian này thì từ từ các Phượng mới là người chủ động vun đắp duy trì để giữ sức lửa trong tình cảm. Mặc dù Kiều Minh Tuấn là người có khả năng chuyển sức trong nghệ thuật, nhưng mình nghĩ bạn này không phải là kiểu người đa tài, người có khí chất tạo sự vững chắc và thịnh vượng sau này cho bản thân. Dù Kiều Minh Tuấn có thành công đến đâu, nhưng mình dám chắc với bạn, với khí chất này, khả năng duy trì sự thịnh vượng là rất mong manh. Mình rất tiếc là phải nói điều này, nhưng ở Kiều Minh Tuấn không khó đọc gì với mình. Chỉ cần lướt qua khuôn mặt, mình đã biết bạn này là ai và trong tương lai sẽ gặp những vận hạn gì. Kiều Minh Tuấn này khi thành công sẽ có rất nhiều bạn, nhưng khi thất bại thì bạn sẽ thấy những người đó tự dưng biến mất hết, trừ một vài người bạn nữ còn biết nghĩ cho Tuấn. Nếu Tuấn làm ăn rất dễ bị đối tác lừa, càng làm lớn thì càng dễ bị lừa, dễ bị lỗ. Bởi vì Tuấn có khôn trong đường tình bao nhiêu, trong cuộc sống bao nhiêu, nhưng lại dễ bị dính bẫy với người đối tác, người muốn hùng hạp làm ăn bấy nhiêu. Không phải Tuấn không khôn, mà do Tuấn có máu liều, dễ bị kích động, và cũng vì đó cũng là một cái phần nghiệp thuộc về đường kỵ của bạn này. Phần thứ 3 thì Eva sẽ phân tích góc khuất của sự chia tay của cặp đôi này nhé. Chắc có lẽ là hầu như chúng ta đoán được kết cục này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, và Eva cũng cùng dự đoán như bạn. Nhưng không phải cặp đôi trên là tuổi tác nào thì Eva cũng đều nghĩ như thế, bởi cũng có không ít cặp đôi viên mãn mặc dù điều kiện cũng giống như trường hợp này. Vấn đề là khi phân tích các yếu tố tác động khiến cho hai người này chia tay nhau là không ít. Ví dụ như lý do thứ nhất, các Phượng là người sống tình cảm hết mình với người mình yêu, không ngại thay đổi để khiến cho người yêu vui lòng. Và đó là điều khiến cho Kiều Minh Tuấn dần dần cảm thấy nhạt nhòa, bởi Kiều Minh Tuấn không phải là kiểu người thích người khác lệ thuộc vào cảm xúc của mình. Đàn ông càng phong lưu bao nhiêu, họ lại càng có xu hướng thích người phụ nữ tự chủ lực, nói ít làm nhiều, biết yêu thương giá trị của bản thân. Trong khi đó thì sự nhiệt tình của Cát lúc đầu khiến cho Kiều thích thú, cảm kích, nhưng dần dần lại cảm thấy nhàm chán. Lý do thứ hai, Kiều Minh Tuấn là người thích giỡn vui vậy thôi, chứ cũng là người sống nội tâm, nhiều khi làm lì không muốn nói chuyện với ai. Tính thức người phụ nữ suy nghĩ đơn giản và làm những điều khiến cho bạn ấy phục. Cái cảm xúc yêu thích của Kiều Minh Tuấn dành cho các Phượng mình tin là có thật. Nhưng qua thời gian, qua những đổi thay của cuộc đời, trải qua đủ thứ chiêu trò, Kiều Minh Tuấn đôi khi cảm thấy không còn tin ở các Phượng nữa. Có lẽ sự từng trải nhiệt tình quá, chu đáo quá và các Phượng sỏi quá nên Tuấn cảm thấy dần dè chừng với chị, dù trong lòng của các Phượng không có ý nghĩ gì là xấu với Tuấn. Sự dè chừng đó không chỉ từ trong bản thân của Kiều Minh Tuấn nghĩ ra, mà cũng là do những áp lực bên ngoài lại ra tiếng vào, và cũng vì những đổi thay từ tình cảm tâm tư của Kiều Minh Tuấn. Lý do thứ ba, khi ai đó còn nghèo, không có nổi tiếng thì họ là phiên bản khác. Khi họ thành công, được biết nhiều hơn sẽ là phiên bản khác. Sự thay đổi này theo cơ cấu chuyển hóa từ nội tâm đơn giản đến tư duy phức tạp rồi dẫn đến tham vọng. Con người ta khi có đủ đầy thừa mứa thì họ không biết trân quý, bởi vì họ không thiếu thứ gì. Khi họ mất tất cả thì họ mới hối hận. Nếu như Kiều Minh Tuấn vẫn còn lẹt đẹt thì cái kết này còn lâu mới xảy ra. Bạn thử tưởng tượng đi, nếu Kiều Minh Tuấn vẫn còn nghèo thì sự nhiệt tình, đôi khi nói nhiều, đôi khi láo cá lắm điều của các Phượng, nhưng mà được Kiều Minh Tuấn cho là điều thuận lợi đối với bạn. Nhưng khi Kiều Minh Tuấn đã lột xác rồi, khi điều kiện tiếp xúc có nhiều sự lựa chọn, thì bạn ấy có xu hướng không chọn những chủ thể làm cho bạn ấy có cảm giác bị bó buộc, bị lo lắng thái quá, bị nghe nói nhiều quá. Bạn nghĩ bạn có tư cách để tìm ra những sự lựa chọn tốt hơn. Nói theo nghĩa đen cho ngắn gọn, thời thay đổi thì làm cho hóc môn của con người thay đổi, dẫn đến tính cách thay đổi. Lý do thứ tư, khi Kiều Minh Tuấn say nắng An Nguy thì mình nghĩ là cái cảm xúc của Kiều Minh Tuấn và An Nguy dành cho nhau là có thật luôn. Bởi vì An Nguy là kiểu loại cô gái mà Kiều Minh Tuấn thích, đặc biệt là đang ở giai đoạn đỉnh cao. An Nguy có tuổi trẻ, sự vui tính, sự láo cá, sự biến hóa, sự hấp dẫn.
An Nguy là phiên bản thời tuổi trẻ của Cát Phượng. Nhưng An Nguy có điểm khác Cát Phượng là An Nguy có sự quyết đoán khi cần thiết, không thích kể lể nói nhiều. An Nguy dám yêu, dám hận, dám làm điều mình muốn một cách quyết liệt nếu nghĩ điều đó là đúng. Nhưng mình chắc một điều là từ kinh nghiệm và trực giác của mình, tình cảm của An Nguy và Kiều Minh Tuấn dù là thật nhưng nó không phải là tình yêu đâu. Bởi vì vốn dĩ cả hai người này đều là người dễ yêu, dễ say nắng. Và ví dụ như trường hợp của Kiều Minh Tuấn và An Nguy sánh đôi đi, thì chắc chắn cả hai người này cũng sẽ có những vấn đề sau này, không sớm thì muộn, cũng giống như là trường hợp của Cát Phượng, mặc dù là quy trình drama có khác nhau. Kiều Minh Tuấn thật ra không biết chắc là yêu ai, vì ai cũng yêu, và chắc có lẽ là yêu bản thân nhiều hơn trước khi yêu người khác. An Nguy nếu yêu thì yêu hết lòng, yêu một cách liều mạng bất chấp, nhưng cũng dễ mau chán nếu như người tình không đủ sức hấp dẫn về tính cách, năng lực, sự dị tha rộng lượng và tiềm năng, bởi vì An Nguy cũng là cô gái tham vọng. Lựa chọn hiện giờ của An Nguy khiến cho Eva có niềm tin rằng người đang ở bên cạnh An Nguy rất chung tình, chững chạc, vị tha và rộng lượng với cô, và cũng có những tiềm năng theo cách riêng của họ. Còn Cát Phượng thì cũng là người yêu quan dại, nhưng sự lị tình của người đàn bà đã khiến cho chị dần mất điểm nhấn đối với sự thay đổi của người đàn ông. Lý do thứ năm, trong quá trình nghiên cứu quan sát thì Eva nhận thấy nếu đàn ông lớn tuổi hơn nữ nhiều thì khả năng sống yên ổn cao hơn đàn bà lớn tuổi nhiều hơn đàn ông. Bởi vì phụ nữ chúng ta dễ mau già qua thời gian, đặc biệt là sau khi sinh con. Và phụ nữ lớn tuổi hơn người tình cũng sẽ dễ bị người đời xì xào nặng nề hơn vì định kiến vẫn còn cho phụ nữ. Áp lực phải vừa đối phó với công lượng bên ngoài, vừa phải cố gồng mình để níu kéo thanh xuân và cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu của đối phương càng khiến cho người phụ nữ lớn tuổi ngày càng có nguy cơ lún xa đà vào những chuyện thiếu ưu tiên và tập trung. Và quan trọng là họ hay quên mất giá trị của họ và thường cảm thấy tủi thân và mặc cảm. Khi cảm giác này hình thành sẽ dẫn đến tâm lý thiếu cân bằng và dần dần trở thành gánh nặng cảm xúc cho đối phương, đặc biệt là đàn ông trẻ. Thật ra, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng không có hợp nhau nhiều thứ lắm, và điều đó chỉ nảy sinh rõ ràng khi điều kiện sống thay đổi, và cái kết này thì chúng ta cũng đã dự đoán trước. Lý do thứ 6, một yếu tố tâm linh có thể xem xét là tuổi của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn rất kỵ nhau. Nhưng nếu hai người này xét đến yếu tố này trước đây thì họ đã không đến với nhau trong thời gian dài hơn một thập kỷ. Và cũng không phải hai người tuổi kỵ thì sống chung với nhau không hạnh phúc. Eva biết không ít người tuổi kỵ nhưng họ điều chỉnh bản thân, biết cách nhu cương phù hợp thì vẫn có thể ăn đỡ kiếp với nhau. Vấn đề mà Eva muốn nói là sự kỵ khác về mặt sách vở lý thuyết sẽ tạo điều kiện cho các thế lực ganh ghét cặp đôi. Họ muốn chia các cặp đôi tận dụng. Nên một mặt là họ đã quá chênh lệch tuổi, mặt khác là cứ bị nói ra nói vô sẽ làm cho cả hai cảm thấy là bản thân mình làm ảnh hưởng bổn dựng sự nghiệp của nhau vậy đó. Đặc biệt là tác động đến Kiều Minh Tuấn thì sớm muộn gì nước chảy cũng đá mòn. Nói riết rồi cũng ảnh hưởng đến tâm lý của họ nếu như không vững vàng. Mình tin Cát Phượng có thể vượt qua. Nhưng Kiều Minh Tuấn dù không phải là kiểu người dị đoan nhưng lại rất tham vọng trong sự nghiệp nên dần dần cũng dẫn đến hoài nghi. Điều thứ tư thì Eva sẽ giúp cho các bạn dự đoán về sự nghiệp và hậu vận của cả hai nhé. Một điều lạ mà Eva nghĩ ngược đời là nếu như mà có người nghĩ rằng Cát Phượng theo Kiều Minh Tuấn thì Cát Phượng sẽ khiến cho đường công danh của Kiều Minh Tuấn khắc kỵ. Nhưng mình lại nghĩ đó là điều ngược lại. Tức là trong cái khắc lại có cái may. Các bạn biết gì sao không? Vì mình nhận thấy là cơ địa của Kiều Minh Tuấn rất kén chọn. Nếu chọn hợp tác với người không đem lại cho bạn ấy sự thừa mứa quan tâm một cách chân thành thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Đó là do bạn Tuấn này rất nặng vía, thiếu sự tính toán chu đáo trong từng bước đi, thậm chí là đôi khi còn rất hời hợt. Cát Phượng mặc dù nhiều lúc nói nhiều lúc chiêu trò, quan tâm quá mức khiến cho Kiều Minh Tuấn bực bội, nhưng ở Cát Phượng toát ra năng lượng bảo vệ, có thể khắc chế và dung hòa sự nặng vía của Kiều Minh Tuấn. Nếu như họ sống chung là vợ chồng thì lúc đầu hợp, sau đó lại khắc. Nhưng nếu họ hợp tác trên phương diện đối tác với nhau thì Cát Phượng mới chính là cánh tay đắc lực của Kiều Minh Tuấn và là hậu phương vững chắc cho bạn ấy thăng qua. Tuy nhiên điều này đã là quá khứ. Vấn đề bây giờ là Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã chia tay. Và nếu như mà cái rạn nứt đó đã ảnh hưởng đến tâm lý tinh thần của cả hai thì giờ cho dù có hợp tác, cho dù Cát Phượng có cố đi nữa thì cũng khó mang lại cho Kiều Minh Tuấn may mắn như xưa được. Giống như cái chén còn nguyên thì còn ăn cơm ngon lành được, còn cái chén bị sứt mẻ rồi thì cho dù có cố ăn được nhưng ăn làm sao cảm thấy ngon, làm sao cảm thấy an toàn. Hoặc nói cách khác là bạn đang hên mà bạn cố tình phá xui thì làm sao mà hên được nữa. Nên mình đoán là sau khi tách lẻ, Cát Phượng mặc dù phải gồng gánh vất vả tài chính nhưng lai rai vẫn có show đi làm, vẫn có những dự án nhỏ lẻ giúp cho Cát Phượng kiếm thêm thu nhập.
nhưng mình đoán là Cát Phượng cũng là người cao số nên thời giận hay gặp những nghịch cảnh xui liên tục. Nếu đã xui thì đừng nên nói nhiều làm nhiều, chị ấy nên bớt nói lại đi. Nói trên truyền thông nhiều quá thì từ từ sự đồng cảm người ta có cho chị, dần dần người ta sẽ tìm ra những cái điều khiến cho người ta cảm thấy chán ghét với chị. Đặc biệt là đàn ông một khi đã dứt tình với mình, họ thấy mình như vậy thì họ cũng quải lắm, và họ càng có lý do để cho rằng là sự gời bỏ của họ là đúng. Chị Cát Phượng đã lớn tuổi rồi nên cần tập trung vào cho bản thân, cho con trai mình, bồi bổ cho cháu khỏe mạnh, cho cháu tập trung vào công việc học hành để sau này có con cái bầu bạn hiếu thảo. Còn Kiều Minh Tuấn thì các bạn dự đoán sao? Các bạn nghĩ Kiều Minh Tuấn sẽ tiếp tục trở thành bom tấn tại các phòng chiếu phim hay không? Mình không tự tin về điều này nha. Khí chất của Kiều Minh Tuấn không có ổn định đâu. Một là lên như diều gặp gió nhưng rất dễ đứt diều. Cát Phượng là người góp phần thay đổi to lớn đời của Kiều Minh Tuấn, thì cũng chính sự vụ chia tay này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn rất nhiều, dù người trong cuộc có hàm ý đó hay không. Các bạn cũng biết là sức mạnh của cộng đồng mạng rồi. Mình không nghĩ về sao Kiều Minh Tuấn sẽ yên ổn và thảnh thơi để tiếp tục trên đại lộ ông hoàng phòng vé. Sự quy diệt đó sẽ lần mòn từ từ vào cả hai. Cả hai người này thật sự là mình không có thấy có đường nét phu thê. Họ có duyên nhưng không có nợ sau mấy lần đăng ký kết hôn trắc trở. Mình cũng nhìn ra là sự nặng vía của hai người này. Họ giống như là mối quan hệ nghiệp quả đu bám từ kiếp trước đến kiếp này. Bởi vì mình thấy trong đó có chữ hận còn nhiều mặc dù không nói ra, và họ sẽ không bao giờ quên nhau cho đến ngày cuối đời. Và nếu như đã bao lần trắc trở không thể trở thành ý nguyện vợ chồng, nếu đã không thể có con và rồi chia tay nhau trong thời điểm trễ muộn như vậy, thì không gọi đó là mối quan hệ nghiệp quả thì gọi là gì? Và cách để cho mối quan hệ nghiệp quả này có thể hóa giải ít nhiều chính là bớt nói lại, cố gắng tập trung vào điều quan trọng hơn, thanh lọc tâm lý tinh thần bằng việc làm ý nghĩa, cố gắng yêu thương bản thân và những người xung quanh, và từ từ tìm ra hạnh phúc mới. Hãy cho nhau con đường sống cho cả hai thì mới dần lọc quá vận đen. Ok, đó là những gì mà Eva đọc được về cặp đôi này. Nói thiệt là khi Eva nói về họ, năng lượng của Eva cũng bị ảnh hưởng tâm trạng bởi vì vía của họ nặng lắm. Người bình thường không cảm nhận được điều này. Đối với Eva, không bao giờ Eva muốn ai cả phải lâm vào cảnh bần hàn khốn cùng. Dù chỉ là lời nói, Eva vẫn luôn muốn đưa cho tất cả những con đường giải thoát để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hy vọng là một điều tốt đẹp hơn sẽ đến với những ai cố gắng và xứng đáng với điều đó. Và cũng mong là các bạn tiếp nhận thông tin với tinh thần cởi mở cầu thị để vừa suy ngẫm, vừa nhận ra giá trị của video này. Nếu thích điều Eva chia sẻ, hãy đăng ký kênh và tương tác với Eva bạn nhé. Đời còn dài và nếu ta là bạn sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều điều đáng nói ở phía trước. Eva chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Bye bye các bạn!